Cõi hung thần Atula là cõi những chúng sinh có tuổi thọ và hạnh phúc nhiều hơn cõi người, nhưng không bằng cõi trời. Họ là những con người có phước báo lớn vì có nhiều hành động tốt, làm nhiều việc thiện, nhưng bản tính còn rất nóng nảy, thích hận thù chiến đấu với người khác và muốn mọi người phải ca tụng và nhớ ơn công lao của họ, và họ sẵn sàng thù hận và khó tha thứ với những kẻ từng phạm lỗi với họ. Trong thế giới Atula có Atula vương và có rất nhiều Atula tiểu vương, thường có chiến tranh lẫn nhau. Atula được dịch là tinh linh, từ đấy có thể hiểu được rằng Atula là một đám tinh linh chưa chứng được chánh quả. Nhưng Atula làm thiện được công, tu bàn môn tự tại đắc kỳ quả, có rất nhiều nhân tố trong đó. Linh vật của họ là bằng với các vị thần trên trời, thậm chí còn vượt hơn các vị thần trên trời. Một số thì hơn người, nhưng một số thì thấp hơn người. Cảnh giới của Atula thì không đồng đều, có thiện, có ác, có tà.